Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái chủ đề 4 đó, đó chính là về lực, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái chủ đề 5, đó chính là phòng điện. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 20, đó chính là sự nhiễm điện, sự nhiễm điện. Như vậy thì em lấy trong thực tế, không biết các em có không, chứ mà ví dụ như cơ thể của thầy đây, lấy trực tiếp với bản thân của thầy thì thầy cũng thấy điều này. Vào những cái ngày mà khô hanh á, mà chúng ta cởi chiếc áo ra nghe, thì khi mà người ta dụ dỗ, đặc biệt là vào buổi chiều chập tối, chúng ta sẽ thấy nó có những cái tia tia sáng nó tẹt tẹt ở trong sách nha, nó có rẹt 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 trong đó, thì không biết các em có hay không. Đấy. Thì đó chính là cái sự nhiễm điện, sự nhiễm điện. Thì bây giờ chúng ta học và chúng ta sẽ biết được thế nào là sự nhiễm điện nha. Đây, chúng ta sẽ đi sang trả lời câu hỏi khởi động này. Trong những ngày thời tiết khô hanh, hanh khô, nếu dùng một mảnh giấy bóng kín cọ sát 5-7 lần vào tóc, sau đó nhấc nhẹ ra, thì có thể thấy một số sợi tóc được hút lên theo tờ giấy bóng kín. Vì sao lại có hiện tượng như vậy? Đây em, nghĩa là cái bạn gái này dùng cái tờ giấy bóng kín này bằng chà 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 trên tóc này, thì sau vòng 5-7 lần thì có một số cái sợi tóc nó được hút theo và dính vào ở trong cái tấm này, tờ giấy bóng kính này. Vì sao lại có hiện tượng như vậy? Nghĩa là khi đó tóc này này, tóc đã bị gì, bị nhiễm điện do cọ sát. Tại khi chúng ta còn cái tờ giấy này thì tóc này nó sẽ bị nhiễm điện do hiện tượng cọ sát em nhé. Ok đấy. Đây kìa. Đó chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1 em. Sự nhiễm điện do cọ sát. Cọ sát, đọc người ta hình dung được không? Cọ sát thì chúng ta chà 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 thế này. Là tác dụng cọ sát. Một, làm vật nhiễm điện bằng cách cọ sát này. Người ta sẽ làm một thí dụ em. Từ xưa người ta đã biết sau khi cọ sát và một số vật, ví dụ như là một thanh hộ phách. Hộ phách nghĩa là gì? Đó chính là một loại nhựa cây hóa thạch, người ta gọi là hộ phách em nha. Vào len hoặc là giả. Len giả này thì người ta biết rồi, học về phần công nghệ người ta biết rồi đúng không? Thì nó có thể hút được mọi vật nhẹ như là cọng rơm này và trấu. Khi đó ta nói hộ phách đã bị nhiễm điện. Ta cũng có thể làm một vật nhiễm điện bằng cọ sát như thí nghiệm dưới đây. Đây, ở đây em, ví dụ này, chuẩn bị hai thanh nhựa giá thí nghiệm mà dây treo mảnh vải khô. Đây em, cái giá này, thanh nhựa này, mảnh vải này. Nhớ mà vải này, nhớ là phải, cái nguyên tắc của ta là phải vải khô nhá, chứ không có được lấy vải ướp đấy. Ok, được chưa nào? Thì ở đây treo một thanh nhựa vào giá thí nghiệm, cọ sát mảnh vải khô với thanh nhựa, sau đó tách miếng vải ra xa thanh nhựa, đưa miếng vải lại gần một đầu thanh nhựa, quan sát và mô tả hiện tượng. Cọ sát thanh nhựa thứ hai bằng vải khô như đã làm với thanh nhựa thứ nhất, đưa thanh nhựa này lại gần một đầu thanh nhựa thứ nhất, quan sát và mô tả hiện tượng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai thí nghiệm. Ở đây chúng ta cọ sát bằng miếng miếng gì miếng vải khô với thanh nhựa này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ lấy miếng thanh nhựa này cọ sát với thanh nhựa này, sau đó chúng ta đưa gần xem thử anh nào có hút hay không. Đó. Như vậy khi mà chúng ta mô tả hiện tượng đối với thí nghiệm ban đầu này, thì khi chúng ta đưa đưa mảnh vải này lại gần một đầu thanh nhựa ở cái hình 20.2, thì ta thấy cái miếng vải và đầu nhựa này có như nào. Hai thằng này nó sẽ hút nhau các em nha. Hai thằng này nó sẽ hút lại với nhau. Nó hút lại với nhau. Đấy. Còn hai thằng này khi chúng ta cạ thì nó không hút mà nó sẽ đẩy nha, nó sẽ đẩy ra, nó đẩy ra ở đây, nó đẩy ra. Ví dụ chúng ta hình dung như này, khi chúng ta đưa ấy, nếu mà hút nhau thì nó vô như này, còn nó đẩy ra là đẩy ra xe, giống như anh hai anh 500 nha, nghĩa là anh cùng cực. Ví dụ như âm với âm thì anh đẩy ra, dương với dương thì anh đẩy ra, nhưng mà giữa âm và dương thì nó sẽ hút vào, thằng này hút vào này, còn hai thằng ở đây sẽ đẩy ra này. Đang hiểu thế đó, như vậy anh này hút vào này và anh này sẽ đẩy ra này. Không tin thì chúng ta sẽ tiến hành làm thí nghiệm.
Và chúng ta thấy trên cái cục 500 là các em sẽ thấy rõ nhất nha. Nếu chúng ta đưa vào cùng cực dương thì anh sẽ đẩy à. Mà anh đưa dương với âm là anh hút. Vậy thôi, âm với âm là anh đẩy, mà dương với dương là anh đẩy, mà dương với âm hoặc là âm với dương là anh hút. Được chưa? Đây nha. Nha. Rồi, thầy giải thích xong hết rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần trang 100 em nha. Như vậy thì có thể làm nhiễm điện vật bằng cách gì em? Cách cọ sát này. Các vật sau khi bị cọ sát có thể hút hoặc đẩy nhau, được gọi là các vật nhiễm điện hay là các vật mang điện tích. Em ghi thầy phần này vô. Được chưa? Các vật nhiễm điện trái dấu. Trái dấu nghĩa là âm với dương hoặc là dương với âm ấy, thì sẽ hút nhau. Các vật nhiễm điện cùng dấu sẽ đẩy nhau cùng giấy. Thầy nói cùng dấu nghĩa là âm với âm hoặc là dương với dương thì sẽ đẩy nhau. Hiểu chưa? Như vậy nếu mà dương với dương nè, âm với âm thì nó như nào? Nó sẽ đẩy nhau. Còn dương với âm thì nó sẽ hút nhau. Hiểu chưa? Ok. Em có hiểu không? Rồi. Ngoài ra những phần này chúng ta ghi vô nha. Ngoài ra khi đưa hai vật nhiễm điện trái dấu lại gần nhau, nếu vào ban đêm ta còn có thấy có thể thấy giữa hai vật đó có các cái tia lửa. Nên là thầy nói là khi mà thầy vũ cái áo em, nó kêu rẹt rẹt trong đó và người ta sẽ thấy cái tia lửa nó phóng ra, gọi là tia lửa điện này. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng sự phóng điện. Phóng điện. Là ra phóng điện. Rồi những cái phần mà thầy đánh dấu chúng ta ghi vô nha. Đánh dấu này. Đó. Ta đi sang phần 2 em. Nguyên nhân các vật có thể bị nhiễm điện do khi cọ sát. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nha. Thì ở trạng thái bình thường, các nguyên tử trung hòa về điện. Ở cái phần này chúng ta được học, nếu mà nói về nguyên tử thì đọc hóa chương trình lớp 7 rồi đúng không? Proton, electron và neutron ấy. Các em nhớ nè, proton thì mang điện tích gì? Điện tích dương đúng không? Electron thì mang điện tích âm. Còn neutron thì không mang điện. Nha chưa? Cái thành phần nguyên tử đó. Một cái nguyên tử khi bị mất bớt electron sẽ mang điện dương. Nhớ này. Mất bớt nghĩa là thêm, nghĩa là cho nghe. Nghĩa anh nào mà cho á thì sẽ mang điện dương này. Còn ngược lại khi mà nhận thêm sẽ mang điện âm. Nó giống như chương trình hóa học mà chúng ta đã biết, ví dụ như natri đi. Natri ảnh có cộng 1 đúng không? Ảnh nhường đi cho 1 e. Natri nhường đi 1 e để tạo thành natri cộng. Ở chỗ đây. Đó. Thì anh đây là nhường này thì anh mang điện tích dương này. Các em hiểu không? Còn anh clo. Anh clo thì anh nhận 1 e. Để trở thành là clo trừ. Đó. Nói về hóa học để chúng ta dễ hình dung như vậy. Hiểu không? Như vậy ở chỗ đây chúng ta ghi này vào phần này vô này. Ta ghi này phần này vô. Ghi này phần này vô nha. Đó. Ở thí nghiệm 20.4, khi thanh nhựa bị cọ sát bằng miếng vải, một số e trong đã chuyển từ mảnh vải sang thanh nhựa. Chứng tỏ mảnh vải là cho hay nhận? Mảnh vải sẽ cho, còn thanh nhựa sẽ là nhận. Mà mảnh vải cho nghĩa là mất bớt, nghĩa là mảnh vải nó sẽ là dương, còn thanh nhựa nó sẽ là âm này. Kết quả là thanh nhựa sẽ nhiễm điện âm, còn miếng vải sẽ nhiễm điện dương. Hiểu chưa? Cái anh nào cho á, cho là dương, còn nhận là âm. Nhớ không thầy như vậy. Cứ cho e là dương và nhận e là âm. Nha. Trong một cái phần mà mình hóa thầy hay nói là khử cho o nhận. Khử cho o nhận thì cái phần phản ứng oxy hóa khử. Thì lên chương trình lớp 9 chúng ta sẽ biết nha. Các vật nhiễm điện tương tự với miếng vải hay thanh nhựa ở trường hợp này đều sẽ mang điện dương hay là âm tương ứng. Cứ cho là dương mà nhận là âm. Thì bây giờ chúng ta đi sang phần câu hỏi này. Sử dụng dấu cộng là dương mà trừ là âm đúng không? Để mô tả điện tích. Hãy vẽ vào vỡ hai vật có hình dạng bất kỳ để mô tả. Sau khi cọ sát, một vật nhiễm điện dương, một vật còn lại nhiễm điện âm. Được không nào? Đây.
chúng ta sẽ vỉ cái miếng nhựa với cái khăn này. Đây cái mảnh vải này, mảnh vải thì trước khi cọ sát á, thì anh đây là gì? Là vuông, không? Và tiếp nhựa nó cũng là vuông. Nhưng khi mà cọ sát thì anh đây cho mảnh vải này là cho y này, thì anh là gì? Là vuông. Còn cái anh này thì nó sẽ là gì? Nhiễm điện gì em? Anh sau khi cọ sát thì cái thằng này nó nhận e, nhận e nên sẽ mang điện tích âm, được chưa? Đấy, điện tích âm nghĩa là dấu trừ thì nó sẽ thể hiện là âm, ok nha. Ở trong đây chúng ta để âm hết cho này, dấu trừ này, đó là âm. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần 3. Một số hiện tượng ở thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ sát. Hiện tượng nhiễm điện khi cởi áo len. Cái này rất là hay gặp này. Vào mùa đông ha. Tường áo len là đó, ok. Hiện tượng nhiễm xạ ở bóng tay. Cọ sát một quả bóng bay. Những phần này nó rất là chán mà rất là mời kem, tại vì đọc miết à, mà toàn bộ giải thích không à, nó rất là đau họng luôn á. Gồng len bị hút vào phía áo len. Ở đây chúng ta như đây giải thích hiện tượng nhiễm điện khi cởi áo len và nhiễm điện ở quả bóng bay khi cởi sát với áo len. Thì khi mà cởi áo len ấy, thì chất áo len nó cả sát với cái lớp áo khác và làm cho bị nhiễm điện do cọ sát đó nè. Đấy. Còn khi mà cà cái quả bóng bay này này vào áo len thì quả bóng bay và áo len nhiễm điện do cọ sát mất hoặc là thừa cho hạt nhầm ấy, làm nhiễm điện trái dấu. Mà đã trái dấu thì nó sẽ như nào? Nó sẽ hút nhau, nó hút nhau, được chưa? Đây kìa. Vậy thì thầy vẫn dạy, nhưng mà thực sự cái em là toàn lý thuyết không, mà phong cách dạy thầy là phải có bài tập nó hấp dẫn em. Chứ còn đặc biệt là có công thức rồi, bài tập vẫn dùng rồi biến đổi công thức các kiểu á, nhưng môn toán thì hấp dẫn, chứ còn những phần này toàn là lý thuyết không à. Mà đã lý thuyết thì thầy nói với em là nói rất là nhiều, mà nói nhiều thì rất là mệt, thực sự là như thế. Rồi ok, câu trả lời cho các em rồi nha. Rồi tiếp tục, chúng ta đi sang ở cái phần 2, đây chính là dòng điện nghe. Trong sự phóng điện giữa hai vật nhiễm điện trái dấu, các hạt mang điện chuyển động có hướng tạo nên dòng điện. Nhớ là chuyển động và có hướng nha. Các hạt ở đây đó chính là các hạt E đó. Các hạt electron chúng ta chuyển động có hướng nên tạo nên dòng điện. Tức là trong điều kiện nhất định, các hạt mang điện có thể tạo nên dòng điện. Dòng điện là gì? Đây, kem ghi lại câu này vô nha. Dòng điện là gì này? Dòng điện là dòng các hạt mang điện dịch chuyển có hướng. Mang điện dịch chuyển có hướng. Nếu ví dụ các thiết bị hoạt động khi có dòng điện chạy qua. Ví dụ như trong nhà chúng ta thì thực sự ví dụ như cái nhà thầy hiện tại đây mà khi mà cấp điện á, không làm được chuyện gì em. Cỡ cả mà thầy quay cho em này, tất cả hệ thống đèn led xung quanh hết. Hoặc là ví dụ tivi, tủ lạnh, máy vặt, điều hòa, nó cơm điện vân vân, tất cả nhà thầy đều là sử dụng đồ điện hết em. Nên là mỗi tháng nhà thầy trả tiền điện nó phải 1.2.000.000, 1.3.000.000 điện là bình thường. Nha. Như ví dụ này tí nữa thầy nói xong để cái câu số 3 này thầy chưa trả lời cho em đúng không? Câu số 3 nêu và giải thích một số ví dụ về hiện tượng nhiễm điện do cọ sát trong thực tiễn này. Câu số 3 này thầy sẽ đưa câu trả lời cho em nha. Nãy do mà anh nói quá cái phần ấy thì thầy lại quên mất câu số 3 này. Câu số 3 nha. Đây, câu số 3 này. Ví dụ sử quạt điện một thời gian thì chúng ta thấy cánh quạt, đặc biệt là cái mép cánh quạt ấy, nó bám bụi rất là nhiều, đúng không? Hay là tiếng sấm chớp. Đấy, phần 3 nha. Chứ không các em nói quả sao không thầy ông chưa đưa ra câu trả lời để cho mình ghi chép rồi mình trả lời ha. Xin lỗi các em nha.
Rồi, ok. Về câu số 4, thì trong gia đình ta có những dụng cụ điện gì? Thì chúng ta hãy trả lời về ga. Còn ví dụ nhà thầy thì có vạc điện, bếp điện, đèn điện. Thì hoặc là nồi cơm điện, gần như nồi cơm điện đối với tất cả các em là gần như đều có. Hoặc là bếp điện. Không xài bếp ga thì xài bếp điện thôi. Nếu nhà nào mà có điều kiện hơn chút thì có điều hòa, tủ lạnh, tivi. Vậy đó. Được chưa? Ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Như vậy thì các thiết bị điện hoạt động được khi có dòng điện chạy qua. Ví dụ dòng điện chạy qua đèn làm bóng đèn sáng. Ví dụ các cái đèn LED của thầy đang hoạt động. Thì rất là dễ hiểu phần này, cực kỳ dễ hiểu. Bây giờ chúng ta đi sang phần 3 nha. Vật dẫn điện và vật cách điện. Cái này cũng rất là dễ hiểu này. Các vật cho dòng điện chạy qua được gọi là vật dẫn điện. Chúng ta ghi phần này vô. Thầy lấy ví dụ như là thanh sắt nha. Thanh sắt nó sẽ cho dòng điện chạy qua. Nên là nó gọi là vật dẫn điện. Các vật bằng kim loại ha. Các vật bằng kim loại, gỗ tươi là các vật dẫn điện. Cơ thể người cũng là vật dẫn điện. Nên là các em thấy một số người bị giật giật điện và chết là do điện nó rò rỉ, đặc biệt là có nước nha. Có nước thì điện nó càng giật và càng mạnh hơn em nha. Các vật không dẫn điện chạy ra được gọi là vật không dẫn điện. Giấy, bóng kính hay thanh nhựa là các vật cách điện. Như vậy những cái phần này các em ghi vô nha. Phần thứ nhất, phần thứ hai để chúng ta nắm được thế nào là vật dẫn điện và thế nào là vật cách điện. Và chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi số 5. Như ví dụ về vật dẫn điện và cách điện trong cuộc sống thì về vật cách điện ví dụ như nhựa này, thủy tinh, gỗ khô hoặc là nước cất nha. Nước thì nó sẽ dẫn điện, nhưng mà nước cất thì nó lại là cách điện em nhé. Còn những vật dẫn điện ví dụ như là đồng, bạc hay là không khí ẩm hoặc là nước thường thì nó sẽ là dẫn điện hoặc là sắt rồi nha. Chúng ta có thể nêu ra. Dù đây chúng ta có thể chỉ là sắt. Không qua. Đây. Ok chưa? Rồi. Ta sẽ đi sang vào phần tiếp theo. Người ta yêu cầu như đây em, chỉ ra những bộ phận dẫn điện, bộ phận cách điện ở công tắc điện, cầu chì, đèn điện, chỉ ra những bộ phận. Thì này phải có hình ảnh mình chỉ được, đúng không? Bây giờ đây, công tắc này. Cấu tạo công tắc điện này. Thấy chưa? Thì cái công tắc điện thì nếu mà cách điện thì cái phải là cái vỏ bên ngoài đấy em nghe. Cái vỏ bên ngoài này. Thì cái vỏ bên ngoài thường phải làm bằng gì? Phải làm bằng nhựa. Chứ nếu các em làm bằng sắt thì đụng vô đây nó giật chết à, đúng không? Còn bộ phận dẫn điện này, các bộ phận dẫn điện này. Đây. Đó. Ta ghi vô. Rồi tiếp tục tới cái anh cầu chì. Đây nghe, cầu chì. Cầu chì thì thường nó có một cái dây, cái một dây đồng ở đây, dây chì này, nó dây chì. Thì cái anh này có tác dụng là ngắt ngắt điện, ngắt cái mạch, gọi là đoạn mạch. Khi mà có dòng điện đột đột ngột xảy ra mà lớn quá thì có cầu chì này anh sẽ cháy dây chì này. Những dây chì này thì nó sẽ bị ngắt ngắt điện, là cả cái hệ thống điện trong gia đình nó bị ngắt. Như vậy cầu chì này rất là có tác dụng em nhé. Rồi tiếp tục. Cấu tạo bóng đèn sợi đốt. Đó. Cái bóng thủy tinh này nó sẽ là cách điện này. Còn cái anh này là dẫn điện nha, cái đuôi đèn này và cái sợi đốt nằm phía bên trong này là dẫn điện này. Là bữa nay người ta gần như không có sử dụng cái loại bóng này nữa các em. Người ta sử dụng bóng diode, nghĩa là bóng đèn led các em. Đây. Như nhà thầy là toàn bộ là không có sử dụng bóng dài hiện đây hoặc là bóng trên đây nữa, mà sử dụng bóng bóng led hết, bóng tròn và bóng led to, loại to và nó sáng cực kỳ em và rất là tiết kiệm điện. Rồi. Ok. Nha. Ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta sang phần vận dụng này. Xe chạy xăng khi di chuyển thường kéo theo một cái đoạn dây xích. Cách làm này để tránh sự phóng tia lửa điện từ các chi tiết trên thùng chở xăng
hãy cho biết này. Các em thấy ở phía dưới này là nó có một dây xích này, các em thấy không? Dây xích này này, cái tác dụng của nó để làm gì? Để tránh sự tia phóng điện từ các chi tiết. Mà khi nó phóng điện thì mà xăng thì ở đây chúng ta biết là nó sẽ cháy nổ ngay, đúng không? Vì sao trên bề mặt C có thể nhiễm điện? Vì sao phải sử dụng dây xích kim loại? À, như vậy thì đây các em đã in sẵn câu trả lời này. Thì trên bề mặt C có thể nhiễm điện do các vật liệu trên C tạo ra sự phân cực và tích điện, và các chấn động va chạm có thể tạo ra các điện tích đó. Và khi mà có điện tích thì nó có dòng điện, mà có dòng điện thì nó sẽ gây cháy nổ nghe. Còn tại sao sử dụng dây xích kim loại thì thầy cũng đã hướng dẫn này. Đấy, nó dẫn điện xuống đất này. Được chưa? Ok. Câu A, câu B ấy rất là rõ ràng. À, như vậy thì ở đây chúng ta đọc là cái mục em có biết này. Rồi, chúng ta có thể ghi chép ở phần ghi nhớ vô kiến thức trọng tâm này. Khái niệm dòng điện là gì này? Vật dẫn điện, vật không dẫn điện. Rồi, cùng dấu, nhớ là cùng dấu thì vậy, đẩy nhau và trái dấu thì hút nhau. Được chưa? Cứ cho thì nó sẽ là mang điện tích dương, cùng nhận thì nó sẽ mang điện tích âm, nhớ là như vậy. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 21. Chúc em học tốt, bye bye, ok nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.